Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai thanh niên chết ngay tại ngã tư Hùng Vương, Lê Lợi thuộc trung tâm thành phố mới Bình Dương. Vụ việc xảy ra đêm 26 tháng 11 năm 2017. Nạn nhân được xác định là anh La Văn Trường, 19 tuổi và anh Nguyễn Văn Khởi, 17 tuổi. Người nhà nạn nhân cho biết, vào chiều cùng ngày, hai anh này đang đi xin việc về thì gặp tai nạn. Khi xảy ra tai nạn, hai anh đi hai xe máy và bị một xe 7 chỗ tông rất mạnh, khiến hai xe máy văng ra hai hướng khác nhau. Anh Trường và anh Khởi văng lên nắp capo rồi rơi xuống đường chết tại chỗ. Sau tai nạn, người điều khiển xe du lịch không dừng lại mà điều khiển xe chạy về hướng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Lúc này, một tổ cảnh sát cơ động và công an phường Hòa Phú đang làm nhiệm vụ ở gần hiện trường, nghe tiếng tri hô của người dân đã dùng mô tô truy đuổi. Sau hơn 2 km, lực lượng chức năng đã giữ được tài xế và đưa chiếc xe trở lại hiện trường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.